Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4 của VNATV. Kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi ODC Insurance, tọa lạc ngay ở trên đường Brockhurst, gốc với lại Haza, có đầy đủ tất cả các loại bảo hiểm, nhà, xe, thương mại, cũng như là chương trình bảo hiểm hậu sự, rồi cũng như có dịch vụ DMV để phục vụ cho quý vị. Nên mời quý vị nhớ ghé đến với ODC Insurance, số phone là 714-839-1498, 714-839-1498. Và tiếp đến nữa là Sun Power by Eco Solar. Quý vị cần có một hệ thống solar cho gia đình của mình, vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm tiền để tốt cho môi trường. Và quý vị có cơ hội nhận được những promotion vô cùng đặc biệt từ chính phủ gửi đến cho quý vị. Ở số phone đó là 714-265-9077, 714-265-9077. Và tiếp đến nữa là tiệm vàng Miley. Tiệm vàng Miley vẫn gửi hàng đến tận nhà cho quý vị, vẫn mua bán bình thường. Quý vị có thể đón xem trên VNATV mỗi ngày thứ ba, 1:30 cho đến 3 giờ, hoặc là quý vị có thể lên trên YouTube channel của tiệm vàng Miley là Miley Diamond Show. Miley, chữ Miley quý vị viết liền nhau nha. Cảm ơn quý khán giả, và từ đây cho đến ngày 23 tháng 6, quý vị nào mà mua hàng của tiệm vàng Miley có cơ hội để được bốc thăm trúng thưởng xổ số may mắn, cho nên quý vị nhớ đừng bỏ qua nha. Cảm ơn quý khán giả. Số phone đó là 714-653-5207, 714-683-5207. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, cái bản tin chúng tôi cũng sắp thưa quý vị, đây là bản tin của tính cách chính trị. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vừa mới thông báo là ông có thể ông sẽ ngưng cái viện trợ của liên bang cho hai tiểu bang mà swing state, là hai tiểu bang nghiêng ngửa đó, trong cái kỳ tháng 11 này, tức là tiểu bang Michigan và Nevada. Bởi vì hai tiểu bang này đã ra một cái quyết định là họ sẽ gửi ra 7,7 triệu cái lá phiếu để tới tận nhà cho người ta để bầu khiếm nhiệm. Lý do mà hai tiểu bang đưa ra cái điều đó là vì hai tiểu bang đã có số người chết vì virus cũng rất là nhiều, cho nên họ nghĩ rằng là nếu mà kỳ này mà đi bỏ phiếu mà trực tiếp tại các phòng phiếu thì sẽ gây nguy hiểm cho những người bỏ phiếu. Do đó thì họ đã gửi ra những cái phiếu bầu trước để cho những người dân chúng ở chung trong cái tiểu bang này được chọn lựa một cách kỹ càng và gửi tới phiếu bầu. Thì Tổng thống Donald Trump rất là giận dữ vấn đề này. Ông ấy nói rằng đây là một cái chuyện làm bất hợp pháp và không có được phép của Ngoại trưởng. Tôi yêu cầu là sẽ ngưng cái phân định cho Michigan này nếu mà họ tiếp tục theo cái con đường mà đường tầm bậy tầm bạ này. Thì hai cái tiểu bang này họ vẫn không trả lời và họ tiếp tục họ cái con đường của họ. Thì không biết là cái vấn đề mà Tổng thống Trump có thẩm quyền để có thể ngưng lại được cái vấn đề mà liên bang chỉ vì lý do mà hai tiểu bang này đã gửi cái phiếu bầu khiếm diện ra hay không. Một điều nữa mà người ta cũng suy nghĩ là có lẽ là ông cũng hơi bực mình về vấn đề mà ông đã chuẩn bị ông đi thăm một cái công xưởng mà chưa của xe hơi Ford đó, bây giờ đang biến thành một cái nơi là cung cấp cái máy thở đó. Thì ở đó họ yêu cầu ông phải đeo mặt nạ. Ông không có đeo mặt nạ họ không có tiếp. Thành ra họ gửi thơ cho Tổng thống và nói yêu cầu Tổng thống tới nơi Tổng thống cũng phải đeo mặt nạ như bất cứ một người nào khác. Thì đây có lẽ là một cái đòn chính trị thưa quý vị, nhưng mà không biết là kết quả ra sao. Thì nếu mà Tổng thống Donald Trump mà thực sự cúp cái phân liên bang vì hai lý do này thì sẽ gây ra một trận sóng gió lớn thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một nhà thờ tại Texas đã phải gọi là hủy bỏ cái việc thờ phượng của mình tại vì có một vị linh mục đã bị nhiễm COVID-19 và qua đời vì bệnh này. Một nhà thờ ở Houston đã phải hủy bỏ vô thời hạn ở những cái chương trình lễ của mình và chưa biết khi nào có thể bắt đầu trở lại khi một vị linh mục đã qua đời và 5 người khác đã thử nghiệm dương tính với lại coronavirus. Tổng giáo phận là Galveston của Houston đã xác nhận cái chết của vị linh mục có tên là Donald Christner, là một vị linh mục 79 tuổi làm việc tại nhà thờ Công giáo tên là Holy Cross. Và ở đây đó thì người ta đã tin rằng là vị linh mục này đã bị nhiễm COVID-19 và đã qua đời vào ngày 13 tháng 5. Và hai vị đức giám mục của tổng giáo phận đó là Galveston ở tại Houston đã nói rằng là đây là một việc rất là đáng tiếc và nhà thờ này buộc phải ngưng tất cả những cái thánh lễ của mình vô thời hạn và không biết khi nào có thể mở cửa trở lại vì ở đây đã có
những cái người mà đã nhiễm bệnh khi mà đến nhà thờ dự thánh lễ. Và ở đây thì vì tổng giám mục của giáo phận lấy rất làm tiếc và sẽ tiếp tục kêu gọi những người giáo dân cầu nguyện và cũng như là đi kiểm tra một cách đầy đủ để mà chắc chắn rằng mình không bị nhiễm bệnh khi mà đến với dự lễ tại thánh đường này. Và cho đến nay chưa biết ngôi thánh đường này sẽ mở cửa trở lại khi nào. Thưa quý vị, một cái điều lạ lùng là người ta không thể tiên đoán được, đó là ở tiểu bang Georgia là một tiểu bang mà dẫn đầu trong vấn đề mà mở cửa thoải mái. Mà cho đến nay thì 26 ngày đã qua rồi, cái số người chết và nhiễm bệnh nó lại không có tăng. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 4 đó, thì tiểu bang này nó liều mạng mà cho mở cửa, không những là cho mở cửa những cái nơi quan trọng mà là cho mở cửa luôn cả cái tiệm hớt tóc này, salon này, gym này, tập thể thao đó, rồi cái nơi mà tattoo đó, tức là làm người khác xăm mình đó, thưa quý vị, và ngay cả cái chơi bowling nữa. Thì họ liều mạng chơi vậy, và đến lúc bây giờ thì theo cái con số mà người ta báo cáo á, thì nó lại giảm đi, cái số người nhiễm bệnh là giảm đi. Ngày 11 là chỉ có 12.6% là nhiễm bệnh thôi. Ngày 18 tháng 5 thì là có 6.12K thì đã thụt lùi lại được 6.1%. Và tới ngày hôm nay là con số này đã giảm đi 18%. Tức là số người nhiễm bệnh giảm 18% mặc dù họ mở cửa đồng loạt hết. Thì không hiểu là cái lý do như thế nào, thì chúng tôi cũng chỉ biết là thông báo cái tin này thôi, không có dám nói ngược lại với những người mà đã đang ra lệnh là phải giữ khoảng cách với lại mở cửa từ từ. Nhưng mà đây cái tiểu bang này là một cái bằng chứng là cho dù mở cửa đồng loạt cũng cái con số người cũng không tăng lên. Ồ dạ, tại vì có thể nói là những trường hợp này họ có một cái nó gọi là cái việc mà bị nó được kháng thể cộng đồng, tức là có khi mà rất là nhiều người đã từng bị bệnh xong rồi họ có cùng kháng thể và rồi họ quay trở lại một cách cuộc sống bình thường á, thì họ có được cái này. Thì ở New Zealand á là cũng có được cái này, tức là họ cọ dạ thì đôi khi cái số người mà bị nhiễm lại không tăng mà nó vẫn cứ giảm bình thường như vậy, và họ sinh ra được những cái kháng thể rất là tốt và họ gọi là họ truyền được luôn, cho nên là cuối cùng á thì một cái số người đông nhiễm bệnh nhưng mà rồi sau đó từ từ sẽ dần dần ngoài ra thì chúng tôi xem cái hình thấy là cái người hớt tóc á thì cả người đi hớt tóc và người thợ tóc đều đeo mặt nạ hết. Dạ. Họ giữ gìn rất là cẩn thận, thành có lẽ là đó là cái nguyên nhân là sau 18% là giảm đi. Dạ, cho nên họ có cái gọi là miễn dịch cộng đồng đó quý vị. Và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến có một số tiểu bang đã gộp hai cái kết quả xét nghiệm PCR, tức là PCR là phải xét nghiệm bằng nước bọt hoặc là lấy một cái que tâm rồi bỏ vào trong mũi của mình và lấy cái dịch đó để mà xét nghiệm đó, thì gọi là xét nghiệm PCR. Và cái xét nghiệm mà gọi là kháng thể, tức là bằng máu, họ đã để hai kết quả này chung để mà report, và điều này làm cho cái việc mà chẩn đoán nó bị sai lầm. Đó chính là ba tiểu bang Texas, Virginia và Vermont nói rằng là họ đang có một chút sai sót về vấn đề là report về cái kết quả xét nghiệm COVID-19, vì họ đã để chung về việc xét nghiệm kháng thể và xét nghiệm PCR để chung hai kết quả này lại, thì làm cho mà cái con số nó trở nên nó bị over và nó không được chính xác. Tại vì có đôi khi là xét nghiệm kháng thể, nhiều khi họ chưa có kháng thể lúc đó nhưng mà sau đó lại có kháng thể, cho nên không có biết chính xác được là người đó có bị bệnh hay chưa, mà nhiều khi phải kiểm tra nhiều lần mới thấy. Rồi còn cái PCR đó thì nó chính xác nhất nhưng mà phải có thời gian từ 1 đến 2 ngày thì người bị nhiễm bệnh mới có thể biết được mình positive hay negative, cho nên là cuối cùng hai kết quả này trộn vô nhau thì làm cho những giới chức vô cùng khó khăn. Và đặc biệt khó khăn ở chỗ là làm sao để có sự ngăn cách xã hội và làm sao để mà lock những người mà bị bệnh lại. Tại vì nếu như mà nhờ khám bệnh á, mà bằng cái cách là xét nghiệm mà chúng đang kháng thể thôi, đôi khi cái ngày hôm nay chú xét nghiệm negative nhưng mà ngày mai có thể là positive, thì những người này đó xét nghiệm lúc mà họ ngay ngồi trên xe họ được xét nghiệm là negative thì họ bắt đầu đi về nhà, đi gặp người này gặp người kia, họ đã lây lan rồi nhưng thực chất họ positive vào ngày mai. Cái đó chính là làm cái khó khăn là người ta không có xác định được đúng nhất cái số người mà bị nhiễm bệnh, cho nên là phải tách riêng hai cái kết quả xét nghiệm này ra thì mới là kết quả chính xác được. Nhưng mà tiểu bang Texas, Virginia và Vermont đã nhập hai cái này là một, cho nên là để cho cái
cái con số nó không được chính xác lắm. Dạ, đây là một cái vấn đề các giới chức y tế cũng đang đau đầu. Thưa quý vị, bây giờ sang tin một cái người hùng, một người nữ gọi là anh hùng ở bên Đài Loan, Á Châu. Tức là Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn là một người nữ, Tổng thống nữ. Mà hôm nay bà đã được tái đắc cử. Và khi mà tái đắc cử, bà tuyên bố ngay, bà nói là bà không chấp nhận vấn đề mà Trung Cộng đặt ra là phải một quốc gia hai, một quốc gia và hai hệ thống. Tức là muốn cho Trung Cộng Bắc Kinh phải là chùm của Đài Loan. Nhưng bà không chịu, bà nói là hai quốc gia là hai quốc gia, chứ không chúng tôi không có chấp nhận cái vấn đề mà để Trung Cộng lấn lướt. Rồi bà cũng tuyên bố rất là nhẹ nhàng, bà nói là chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để hai bên cùng tồn tại bằng nhau, ngang ngửa nhau, chứ không có kiểu là một người này làm con người kia. Thì trong khi đó thì Trung Quốc vẫn tuyên bố là một mô hình hai chế độ và không bao giờ tha thứ cho cái vấn đề mà Đài Loan tách ra được độc lập của mình. Thì các phát ngôn viên của hai bên đều là tuyên bố một cách rất là mạnh mẽ, trong khi mà Trung Quốc thì nói rằng là thống nhất là một cái chuyện bắt buộc là phải trong sự phát triển của đất nước Trung Quốc. Nhưng mà trong khi đó thì Đài Bắc nói chúng tôi là một quốc gia độc lập, chúng tôi không có cái vấn đề mà chấp nhận thống nhất để mà làm đàn em của các ông, để các ông có thể áp đặt những cái vấn đề mà chính trị trên đất nước của chúng tôi. Thì đây là một cái đề căng luận rất là căng thẳng, nhưng mà chúng ta cũng tin rằng với cái thái độ mà cứng rắn của bà mà Thái Anh Văn này, thì cái vấn đề mà Trung Cộng đặt ra đòi phải thống nhất để bắt Đài Loan phải phụ thuộc vào họ thì là một chuyện cũng còn lâu mới xảy ra, thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến là cái này là bản tin vô cùng hy hữu mà quý vị nghe xong quý vị chắc cũng bối rối biết phải làm gì đây. Có một gia đình nhận được hai cái túi, và trong hai cái túi đó tổng cộng là $1 triệu tiền mặt, thưa quý vị. Dạ, rất là, còn nếu như mà chú nhận được một cái túi lớn mà trong đó có tiền nhiều vậy, chú làm sao chú? Mà mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, không ai biết nha, không ai thấy, rồi chú làm sao? Khó trả lời đó. Cho mà không được, mọi cho bán cái gì cho có 10.000 thôi. Khó trả lời thấy không? Một gia đình ở tại Virginia đã sống ở quận hạt có tên là Caroline, họ là David và Emily Strange. Họ khi mà lái xe cùng với con cái đi ra ngoài đường vào ngày thứ bảy sau một thời gian dài phải ở trong nhà vì Covid-19, cả nhà lái xe qua thì họ mới cán qua một cái vật gì, họ nghĩ là rác. Dạ, cán qua gì, thấy tự nhiên cái bánh xe của mình bị cán qua, thì họ mới dừng xe đem hai cái túi, tưởng là hai túi rác, nói thôi ai giục trên đường kỳ về, họ mới mang về để họ định giục. Thì khi mà họ về nhà họ mới kiểm tra, mở ra thì thấy một đống tiền mặt luôn, và đựng ở trong một cái bọc nhựa, tức là có một cái bọc nhựa đựng tiền đó, rồi ở bên ngoài mới có một cái bọc khác để mà bọc lại nữa. Thì họ sợ quá. Dạ, rất là tốt bụng kêu cảnh sát tới, nhất định là không dám đụng số tiền đó, even một cent. Tại vì thật sự là tiền, số tiền đó là tiền băng đảng, nó là tiền rửa tiền của băng đảng. Chắc nếu mà vậy quá, không biết là tiền băng đảng hay là rửa tiền hay là cái nào mà nhất mà là xài họ, đó là chết. Và họ kêu cảnh sát liền, và khi cảnh sát tới họ may lập tức họ mở túi và bắt đầu kiểm tra, họ đếm tiền thì chính xác là gần 1 triệu đồng tiền mặt có trong đó, và cảnh sát đã điều tra được biết đến số tiền này sẽ được chuyển đến đâu. Họ điều tra hay vậy đó, số tiền họ biết được cái số tiền này sẽ được chuyển đến đâu, mục đích của nó là chuyển đến như thế nào, nhưng mà họ đang tìm hiểu cái con đường làm sao, tại sao nó rớt ngay trên đường đó. Đó, bây giờ cái việc cảnh sát điều tra là tại sao nó lại nằm được ở trên con đường đó, còn số tiền này phải đi đâu, chủ nhân của nó phải nhận là ai là người ta đã biết rồi. Wow, ghê không? Dạ, câu chuyện rất là ly kỳ nha, rất là ly kỳ, và chúng tôi chắc phải tìm hiểu thêm nếu như mà cảnh sát tìm ra được là cái số tiền này từ đâu mà có, tại sao rớt trên đường, là Mỹ Linh sẽ thông báo. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và một lần nữa xin mời quý khán giả vẫn giữ ban tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.